Thưa quý vị và các bạn, huyện Đơn Dương vừa tổ chức ra quân chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao đợt 1 năm 2015, từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4. Qua công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành chức năng, nhân dân trong vùng đã nâng cao hiểu biết và tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, góp phần hướng đến mục tiêu về dân số mà huyện Đơn Dương đã đề ra. Trong những năm gần đây, với sự vào cuộc của các cấp các ngành, thông qua nhiều hoạt động truyền thông, quan niệm nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đơn Dương về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đã có nhiều thay đổi đáng kể. Đó không chỉ là điều kiện cần thiết để bà con nâng cao chất lượng cuộc sống của chính gia đình mình, mà còn là tiền đề xây dựng một địa phương ngày càng phát triển bền vững. Theo con đường bê tông thẳng tắp, chúng tôi đến thăm gia đình chị Ma Lem ở thôn Tali 1, xã Ca Đô. Căn nhà 168 tuy nhỏ nhưng khá ngăn nắp gọn gàng, thể hiện sự đảm đang, khéo léo, sắp xếp của người phụ nữ trụ cột trong gia đình. Sau một năm thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp triệt sản, đến nay sức khỏe của chị Ma Lem đã có nhiều cải thiện đáng kể. Không còn lo lắng về vấn đề sức khỏe sinh sản, chị tập trung thời gian chăm sóc cho con và tham gia phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Sinh năm 1975, lập gia đình rồi ra riêng, chị Ma Lem đã sớm thoát khỏi tư tưởng trời sinh voi sinh cỏ, vốn ăn sâu trong tiềm thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Chính vì vậy, với sự đồng thuận của chồng, chị chỉ sinh hai con, một trai một gái. Nhưng rồi do còn hạn chế về kiến thức kế hoạch hóa gia đình, năm 2011, chị bị vỡ kế hoạch và sinh đứa con thứ ba khi anh chị cô bé đã bước vào tuổi trăng tròn. Là một trong những hộ nghèo của thôn, không muốn thấy cảnh con mình thiếu quần áo, không no cái bụng và không được đến trường, nhất là sau khi được cán bộ dân số đến vận động, tuyên truyền, chị bàn với chồng thực hiện biện pháp tránh thai triệt sản để có thời gian làm kinh tế thoát nghèo, nuôi dạy các con cho thật tốt. Tôi nghĩ thì là như mọi khi thì mấy người kia thì sinh con nhiều quá, thành ra hơi gia đình hơi khó khăn. Theo tôi nghĩ thì là mình sinh con ít thì là đừng có thị trường mình nuôi con, rồi mình càng phấn đấu làm ăn cho tốt hơn. Nằm lọt thỏm giữa cánh đồng rau xanh ngắt trong thung lũng, căn nhà nhỏ của gia đình chị Hồ Thị Phương Dung ở thôn Nhĩ Hiệp 1, xã Ca Đô hằng lên vẻ khắc khoải như chính chủ nhân của nó. Chưa đến 25 mét vuông, nhưng đây là chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ sinh hoạt chung cho cả gia đình 6 thành viên, gồm hai vợ chồng, ba đứa con và người mẹ chồng của chị. Chia sẻ với chúng tôi trong câu chuyện được kể bởi những tiếng ngắt quãng. Sinh năm 1985, cuộc sống của chị sang trang mới khi rời trại mát về làm dâu xứ rau Ca Đô. Tròn 30 tuổi, chị đã có ba đứa con. Khi đứa lớn bước vào lớp 6, đứa thứ hai học lớp 1 và bé nhỏ nhất chưa đến 1 tuổi. Hoàn cảnh đã khó khăn, càng thêm khó khăn hơn khi nền kinh tế thị trường làm cho giá cả các mặt hàng nông sản bất bình, không ổn định. Nhận thức được cuộc sống vất vả khi sinh nhiều con, chị đã tự nguyện đi triệt sản trong chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đợt 1 năm nay do huyện phát động. Nhà em cũng khó khăn, hoàn cảnh thì cũng khó khăn, mà giờ tụi em nghĩ là ba đứa con rồi thì cũng dừng ở đây để nuôi con, nuôi dạy con cho nó tốt. Thế giờ hoàn cảnh cũng khó khăn mà sanh nở nữa thì không có điều kiện để lo cho con cái nó đầy đủ. Xác định công tác dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng gia đình nông thôn mới. Chính vì vậy, trong thời gian qua, các ngành chức năng đã tích cực vào cuộc thông qua các hoạt động như đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các tờ rơi áp phích, qua các cuộc họp thôn nhóm và đến từng hộ động viên chị em thực hiện các gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình bằng các phương pháp tránh thai hiện đại. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên chiến dịch đã tạo được sự hưởng ứng của đông đảo chị em trên địa bàn toàn huyện. Hiện nay thì đã có một cái kết quả rất là tốt. Riêng 4 xã thực hiện chiến dịch thì hầu như là các chỉ tiêu hiện nay đều vượt chỉ tiêu, còn lại các xã hưởng ứng thì cũng đã vượt. Thì về cái kết quả mà
chiến dịch đạt được như vậy thì nhờ là như coi trước tiên phải nói rằng là các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương cùng với các ban ngành đoàn thể cùng với hệ thống chính trị xã hội đã vào cuộc để mà làm cái công tác tuyên truyền vận động những đối tượng để như coi thực hiện chiến dịch. Thì cái kết quả đó cũng là nhờ sự cố gắng nhiệt tình của các cán bộ chuyên trách cùng với cộng tác viên đã tới từng nhà để như coi là vận động để những trường hợp để như ra để thực hiện các cái chỉ tiêu đạt kết quả tốt. Đã từ lâu rồi, cái quan niệm trời sinh voi sinh cỏ lạc hậu từ ngàn đời như vẫn còn tồn tại âm ỉ trong suy nghĩ của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây khó khăn cho công tác dân số tại huyện Đương Dương. Thế nhưng bằng sự quyết tâm, trong một vài năm trở lại đây, bằng những chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực, công tác dân số của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hy vọng đây sẽ là động lực để huyện Đương Dương tiếp tục phát huy, phấn đấu trong việc giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, theo đúng lộ trình đã đề ra.